vào cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. 24 giờ qua, toàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận 21 ca mắc mới, trong đó đáng chú ý có 3 ca chưa rõ nguồn lây. Thành phố cũng tiếp nhận 18 người đến từ vùng dịch, nâng tổng số người về từ vùng dịch đang được cách ly lên 504 người. CDC Đà Nẵng và các quận huyện đã tăng cường các biện pháp điều tra dịch tễ nhằm kịp thời truy vết, phát hiện, cách ly kịp thời các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh, đồng thời rà soát các trường hợp về từ vùng dịch. Tiếp tục giám sát chặt chẽ công tác cách ly và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm biện pháp phòng chống dịch. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang ở mức nguy cơ cao với sự xuất hiện của các ca bệnh mới, nhất là các ca không rõ nguồn lây. Đồng thời, đề nghị các quận huyện, sở ngành phải vào cuộc tổng lực, quyết liệt để kịp thời kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tất cả các quận huyện và các sở ngành phải huy động tổng lực để tiến hành khoanh vùng và truy vết nhằm phát hiện các ổ dịch mới trên toàn địa bàn. Và việc này, người đứng đầu, đồng chí Bí thư và đồng chí Chủ tịch, rồi giám đốc các sở ngành phải là người chịu trách nhiệm quyết định áp dụng các biện pháp. Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đưa ra những chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu ngay lập tức kích hoạt các biện pháp, các phương án phòng chống dịch trên địa bàn, khắc phục những hạn chế trong công tác phòng chống dịch. Thông tin chi tiết cuộc họp, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong các bản tin tiếp theo.